Lễ hội Hoa Lư năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 4, dự kiến sẽ thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham dự. Thời điểm này, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư, nơi sẽ diễn ra nhiều hoạt động của lễ hội, công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Sau một thời gian bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, thời điểm gần đến lễ hội Hoa Lư đã có khá đông người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư. Bởi đa số mọi người đều có chung cảm nhận, lễ hội không chỉ có ý nghĩa lớn đối với nhân dân trong tỉnh, mà còn là ngày hội để người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc luôn hướng về. Thì cũng đã lâu lắm rồi thì mình mới có dịp quay trở lại cố đô, thì cũng thật là đúng trùng vào dịp chuẩn bị cho lễ hội của cố đô Hoa Lư 10 tháng 3. Thực sự là mình cũng rất là vui, rất là háo hức. Theo cái cảm nhận của mình thì không khí chuẩn bị cũng rất là rộn ràng, mọi người cũng trang hoàng. Vì bản thân mình về đây mình cũng cảm thấy là không khí thì mát mẻ, quang cảnh thì thực sự là rất là đẹp, rồi vệ sinh môi trường rất là tốt. Đấy, thì mình cũng nghĩ là sẽ có một năm lễ hội thành công khi mà mọi người đều háo hức, đều muốn quay lại đi du xuân, đi trải nghiệm các cái nơi địa điểm văn hóa du lịch. Công tác chỉnh trang khuôn viên khu di tích nhằm đảm bảo cảnh quan luôn xanh sạch đẹp, như tổng vệ sinh, trồng mới và cắt tỉa cây xanh, trang trí các thảm hoa, nạo vét ao hồ đang được triển khai. Trung tâm Bảo tồn Di tích Lịch sử Văn hóa Cố đô Hoa Lư đã bố trí đón tiếp, hướng dẫn, giới thiệu du khách và nhân dân đến tham quan và dự lễ hội chu đáo, đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Thì bên cạnh những cái công tác chuẩn bị cho lễ hội về an ninh, về lễ tiết, thì bên cạnh đó đội ngũ hướng dẫn viên chúng tôi là cũng phải xác định cái nhiệm vụ, cái vai trò của người hướng dẫn viên là giới thiệu những cái giá trị về lịch sử, giá trị về văn hóa của khu di tích đến với du khách. Thế thì làm sao để cho mình đưa tới du khách để những cái thông tin, một là chính xác, cái thứ hai là đúng lịch sử, để du khách hiểu hết được cái giá trị lịch sử của cái khu di tích và cũng thêm tự hào về lịch sử của cha ông ta. Trong những ngày này, công tác chuẩn bị cho lễ hội lớn nhất của tỉnh đang được gấp rút hoàn thành, đảm bảo cho các hoạt động phần lễ, phần hội được tổ chức trang trọng, xứng tầm là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để giá trị tiêu biểu của lễ hội được lan tỏa đến nhân dân cả nước và kiều bào nước ngoài, góp phần xây dựng thương hiệu cho văn hóa du lịch Ninh Bình. Trung tâm Bảo tồn Di tích Lịch sử Văn hóa Cố đô Hoa Lư cũng đã triển khai rất là nhiều các cái mặt hoạt động, chủ động đưa các cái thông tin, các cái hoạt động lễ hội đến gần hơn với nhân dân. Năm nay, sau một thời gian nghỉ dịch, thì du khách quay trở lại với Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư còn được trải nghiệm những cái điều rất là đặc biệt. Đó là tham quan khu trưng bày di sản văn hóa thời Đinh Tiền Lê hay là tham quan nhà Sa Bàn. Ở đây đã được ứng dụng cái khoa học công nghệ để mà thực hiện cái việc trình chiếu, để cho du khách có một cái nhìn tổng quan hơn, trực quan sinh động và rất là thú vị về cố đô Hoa Lư. Lễ hội Hoa Lư là một trong những hoạt động văn hóa cộng đồng nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân công lao to lớn của vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Đại Hành và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.